Việt xin gửi lời chào tới các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất với hotline tư vấn là 0968 22 889. Và ngày hôm nay Việt lại có một mẫu xe cực kỳ hot đang có sẵn tại showroom để quý anh chị chúng ta có thể đến và tham khảo. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao có thể nói là đang ăn khách nhất của Toyota tại thị trường Việt Nam. Cảm giác chúng ta ngồi lên chiếc xe này thì giống như là các anh chị ta ngồi trên một chiếc xe Hàn chứ không phải là một chiếc xe Toyota. Bởi thực sự sang một cái thế hệ mới, Toyota đã làm người dùng thực sự là ngạc nhiên với rất nhiều trang bị, công nghệ và tính năng. Và các bác có thể ngắm nhìn một chiếc xe gầm cao 5 chỗ mới của Toyota. Thực sự là nó mang lại chúng ta một cảm giác vô cùng hiện đại và trẻ trung, đúng không ạ? Vâng, mà đến kể cả những chiếc xe của Hàn Quốc bây giờ chắc chắn là cũng phải học hỏi chiếc Toyota Cross này rất là nhiều. Vậy thì chào quý chị, đây là một chiếc Toyota Corolla bản Cross sản xuất năm 2020. Xe một chủ duy nhất từ đầu biển Hải Dương. Tất cả tình trạng xe đều full lịch sử bảo dưỡng trong hãng và các anh chị ta hoàn toàn yên tâm khi mua cái chiếc xe này. Bởi chiếc xe đã được chính hãng Toyota check và cam kết về chất lượng để các anh chị ta yên tâm khi mà các bác tin tưởng sử dụng em nó. Và đây là một cái phiên bản 1.8V cao cấp. Được chưa ạ? Con này nó chỉ thua mỗi cái bản hybrid thôi. Và khi mới để có thể sở hữu được chiếc Toyota Cross này, chúng ta phải bỏ ra mức giá lên tới gần 900. Nhưng mà ngày hôm nay thì em Việt đang chào bán cho em nó chỉ với mức giá có hơn 700 tí thôi. Vậy thì chi tiết chất lượng xe là sao? Ngay bây giờ xin mời các anh chị ta có thể cùng em dành một ít phút để đánh giá tổng thể và xem chất lượng của nó hiện tại như nào và nó có xứng đáng để các anh chị ta bỏ tiền sở hữu hay không anh chị nhé. Đầu tiên chúng ta có thể ngắm nhìn một chút cái ngoại thất của xe này. Và như em nói là thực sự là Toyota bây giờ đã mang tới cho chúng ta những sản phẩm đẹp, đấy, hiện đại và cực kỳ trẻ trung, đúng không ạ? Đầu tiên thì các anh chị chúng ta đi ngay cho em vào phần đầu xe này. Nổi bật đó chính là hệ thống đèn pha. Nó thiết kế dài, to và tinh tế với những dải đèn LED định vị ban ngày. Và ở phiên bản 1.8V này chúng ta cũng có toàn bộ hệ thống đèn pha của chiếc xe đều được trang bị bóng đèn LED các anh chị nhá. Mặt ca lăng thiết kế to bản với logo thương hiệu Toyota ở chính giữa. Và các anh chị thể thấy là những đường gân dập nổi trên mặt trên lắp cabo tạo điểm nhấn cho chiếc xe này. Kể cả phần đèn hậu phía dưới nó cũng là đèn LED các bác nhá. Vâng, xe một chủ từ đầu. Sơn zin nguyên bản còn phải nói là chắc là khoảng trên 90%. Vâng, xe này thì các bác mua về đi thì quá yên tâm rồi. Mà lăn bánh chuẩn của nó là 5 mặt rưỡi nhá. Vâng, bao zin các anh chị kể cả công tơ bét. Được chưa? Và như em nói là full lịch sử bảo dưỡng trong hãng thì các anh chị hoàn toàn có thể là đem đi check hãng một lần nữa. Các anh chị thể thấy là cái phần đầu xe thiết kế rất đẹp. Vâng, phải nói là như vậy, hiện đại và trẻ trung. Xe được trang bị la răng phay lên tới 10 con này thì đây kiểm tra một chút. Con này là 18 inch các anh chị nhá. 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS và các bác nhìn này. Vâng. Đấy, bộ la răng của nó gần như là không tì vết luôn và kể cả cụm phanh bên trong. Đấy, vẫn còn những cái vạch sơn đánh dấu từ trong hãng ra nhá. Đấy, các bác mua này thì quá yên tâm rồi. Xi nhan cũng được tích hợp trên gương. Và phiên bản này thì chúng ta còn có cả cam 360 độ luôn các anh chị này. Tích hợp sẵn rồi. Về các anh chúng ta không phải độ nữa. Đấy, như em nói là Toyota bây giờ cũng nhiều công nghệ không kém gì những chiếc xe Hàn đâu. Đó, đúng ạ. Vâng, có thể nói là họ đã thay đổi hoàn toàn rồi. Về che mưa, chi tiết này là chủ nhân cũ người ta lắp thêm các bác nhá. Cảm biến khóa mở cửa trên tay nắm. Và tổng thể đi về phần đuôi phía sau thì các anh chị có thể thấy là thực sự là một cái thiết kế quá hiện đại. Vâng, quá hiện đại và trẻ trung. Đây, đấy, các bác nhìn giúp em này, la răng này, không một vết xước sát hay là kể cả những chi tiết nhựa ở vào vòng cua lốp. Đó, vâng, cũng còn rất mới luôn các bạn, rất là mới luôn. Và đi về phần đuôi phía sau thì chúng ta có đuôi gió này, tích hợp đèn LED, đèn phanh trên cao và cụm đèn hậu của chiếc xe này phải nói là cũng mang lại chúng ta một cái cảm giác thiết kế rất đẹp mắt. Đó, kết nối ra hai phần đèn đó chính là một cái chi tiết chrome. Vâng, và đây, tên của nó Corolla phiên bản Cross 1.8V. Vâng, một chủ từ đầu. Đấy, biển Hải Dương, cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Và các bác nhìn này, cái ba vô lê phía dưới của nó còn mới như này. Xe đẹp nó như vậy và quay đâu chúng ta cảm giác đẹp đúng không ạ? Và không tì vết luôn. Và riêng con này thì các bác mà tìm ra lỗi nhỏ em Việt hoàn tiền luôn cho các chị 100%, không phải nói nhiều. Đó, và các chị có thể ngắm nhìn một chút cái ngoại thất của chiếc xe đi trước khi mà chúng ta đi vào và cùng khám phá nội thất bên trong của em nó, xem là Toyota bây giờ nó đã được trang bị những tính năng gì và tại sao chiếc xe này nó ăn khách như vậy. Vâng, từ form dáng thiết kế cho đến kể cả những tính năng an toàn và công nghệ trên chiếc xe này thực sự rất đáng nể. Vậy thì bây giờ xin mời các anh chị ta cùng em tiến vào và kiểm tra tới không gian nội thất bên trong của chiếc Toyota Cross này các anh chị nhé. Vâng, vậy thì đây là nội thất bên trong của chiếc Toyota Cross. Và các anh chị thấy là xe được trang bị ghế da cũng khá là xịn sò cao cấp với một cái form dáng thể thao. Đấy, cực kỳ đẹp đúng không ạ?
trẻ trung. Đấy, ở giữa chúng ta sẽ có những cái lỗ thông hơi này. Đấy, và các chị thấy là da nhưng mà lại thêu cả những đường chỉ. Đấy, tạo cái điểm nhấn cho nội thất bên trong xe này. Đấy, xe này được trang bị, phiên bản này được trang bị ghế lái là ghế chỉnh điện các bác nhá. Ghế lái là ghế chỉnh điện rồi. Và đây, đấy, tất cả tình trạng nguyên zin nguyên bản các bác thấy từ cái móc khóa này. Đấy, tất cả tem mác con này là nhập khẩu Thái Lan. Được chưa? Vâng, tất cả nhập khẩu Thái Lan. Đấy, các anh chị thấy đây. Đó, các bác thấy tem mác nguyên zin nguyên bản. Vâng, bao zin các anh chị từng lớp. Vâng, như em nói là con này thì đã được chính hãng check rồi. Đấy, nên các anh chị chúng ta hoàn toàn yên tâm nhá. Bản tappy cánh cửa thì các anh chị thấy là trên chiếc xe này nó sử dụng khá là vật liệu, nhiều vật liệu cao cấp này. Đấy, nhựa, nhưng mà đây chúng ta thấy là nhựa mềm này, chúng ta ấn vào có độ lõm này, thêu chỉ này, và da. Được chưa? Đó, và một cái tay lắm rất là quen thuộc, giống như là chiếc Antit vậy. Đó, ở trên đây. À, chúng ta có một kính auto nhá, gương chỉnh điện và có gập gương tự động. À, nhưng mà cái mà các anh chị chúng ta phải cảm thấy ngạc nhiên đó chính là cái khu vực bản Pablo trung tâm của xe này. Đấy, con này thì trang bị rất nhiều những cái tính năng an toàn. Đấy, các bác có thể thấy vô lăng của nó là vô lăng 3 chấu phiên bản là 1.8V. À, chúng ta có cảnh báo tiền va chạm. Đấy, hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường. Đó, ga tự động, giới hạn tốc độ, đèn auto gắn mưa auto. Đấy, rất là nhiều công nghệ tính năng an toàn các bạn. Đấy, và chúng ta chị thấy là thông số hiển thị rất là rõ nét trên cái cụm đồng hồ chữ xe này. Đấy, và các bác có thể thấy là mức công nghệ hiện tại của xe đang dừng ở mức 5,5 vạn. Rất mới luôn, nghe thoải rảnh tay này. Đấy, điều khiển giọng nói này. Đó, và phải nói là một chiếc xe mà cực kỳ là nhiều tính năng an toàn trên chiếc xe này. À, một cái màn hình, đây là nguyên bản của nó nhá. Đấy, nhưng mà khi anh chúng ta đấy, bật xi nhan các bác có thể thấy là cam 360 độ sẽ hiện lên này. Đấy, rất là xịn sò, chủ nhân cũng bị lắp thêm cho các anh chị chúng ta một cái camera hành trình rồi. Gương là gương chiếu hậu chống chói, được chưa ạ? Và có cả cảnh báo khi mà chúng ta lùi xe có người cắt ngang thì chiếc xe này nó sẽ cảnh báo. Phải nói là cực kỳ là nhiều tính năng an toàn, hệ thống điều hòa của xe là hai vùng độc lập. Đấy, xe có chìa khóa thông minh và đề nổ start stop các bác này. Đó, mà rất là nhiều tính năng các anh chị nhá, vào đây. Đấy, da này, mềm mại và cân bằng điện tử chống trượt cũng có luôn. Nói chung là con này thì không thiếu một tính năng gì các bạn. Vâng, màn hình rất là sắc nét. Đây, các anh chị thấy này. Đó, con này thì cực kỳ ok luôn nhá. Đó, các bác thấy là màn hình rồi. Rất là đẹp. Đó, màn hình zin của nó khá là to. Tích hợp cam 360. Các anh chị thấy là trên khu vực bản Pablo của xe này thì cũng được bọc da rồi. Đấy, da thêu chỉ này, cực kỳ đẹp luôn. Đó, với phải nói là mới tinh các bạn. À, phiên bản này chúng ta còn được trang bị cửa nóc này, trần nỉ đen. Và những dòng xe nhập Thái Lan thì các bác thấy là họ rất hay được ốp trần nỉ đen như này. Đấy, phía sau chúng ta có cửa gió điều hòa và một cái hàng ghế thứ hai thì các bác nhìn giúp em này, rất mới luôn. Đó, rất là mới luôn và rộng rãi, đủ chỗ cho 3 người. Và đúng ạ, đủ chỗ cho 3 người. Và bản tappy cánh cửa phía sau thì các anh chị cũng có thể thấy. Đấy, rất là hay là có cả cái đề cốc nhá. Đấy, đề cốc ở trên này. Đó, một chi tiết rất là tinh tế. Và phía dưới là chúng ta còn có cả cổng cắm sạc, cổng cắm sạc này USB, cực kỳ là tiện lợi. Vâng, rất ok luôn các anh chị nhá. Đây, đấy, móc khóa, con này thì bao zin nguyên bản các anh chị từng lốc rồi. Và chúng ta có thể kiểm tra tới cái phần cốp. Con này được trang bị cốp điện rồi các bạn. Đây, đấy, chỉ cần bằng một lúc bấm thôi các bác có thể thấy là cửa mở, cốp mở lên rất là mượt mà. Đấy, và tất cả tình trạng nguyên zin nguyên bản các bác thấy. Đấy, con này thì cam kết luôn với các bác là không một lỗ nhỏ nhá. Vâng, các anh chị thấy là rất là mới luôn. Vâng, rất là mới luôn. Ở phía dưới này chúng ta có lốp dự phòng nhá. Đó, kích thay thế này, lốp dự phòng này, nguyên zin nguyên bản. Đó, tôn sắt xi, cực kỳ đẹp. Vâng, phải nói chung là con này thì các bác không thể chê đâu được về chất lượng các bạn. Vâng, không thể chê đâu được về chất lượng. Đấy, chỉ bằng một nút bấm thôi các bác có thể thấy là cốp đóng vào rất là mượt. Đấy, xe màu đỏ thì nó hợp với các bác Bình Hòa, hoặc bác nào mà muốn tặng vợ chẳng hạn, các chị gái thì đặc biệt là rất là hợp với cái màu sắc này. Quá tuyệt vời luôn. Vâng, không một lỗ nhỏ nhá. Vâng, không một lỗ nhỏ các anh chị ạ. Vâng, một chiếc xe gầm cao 5 chỗ tuyệt đẹp của thương hiệu Toyota, bao zin nguyên bản. Vâng, vậy thì để tiếp tục đánh giá chất lượng chi tiết xe hơn thì ngay bây giờ chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới phần động cơ của nó xem nó như nào sau quá trình sử dụng. Vâng, vậy thì xin mời các anh chị chúng ta có thể kiểm tra giúp em tới khoang động cơ với cỗ máy 1.8 đến từ trước Toyota Corolla bản Cross. Và em đang để nổ máy nhưng các anh chị có thể thấy là máy lổ quá êm và ra máy thì tươi và gần như là không một rung nắc nào. Đây, quay kỹ máy này các anh chị ta thấy độ đẹp của nó nhá. Con này thì bao zin mắt tự doang dần cò này. Đó, xe hải dương thì thực sự là các bác không thể chê đâu được các anh chị ạ. Vâng, máy nó quá đẹp, tất cả nguyên zin như bản từ tem mác. Đấy, các anh chị mua này thì phải nói một từ luôn là không gì để chê rồi. Đây, cabo này. Đó, các bác thấy đẹp chưa? Vâng, tất cả tình trạng máy số là nguyên bản nhá.
Đây, đầu răng sắt xi thì đây. Đấy, các anh chị có thể thẩm giúp em. Đó, vâng, và các anh chị nào chúng ta còn chưa lăn tăn, còn lăn tăn về chất lượng, các anh chị vẫn có quyền là đem đi check hãng một lần nữa trước khi mà chúng ta giao dịch với chiếc xe này. Vâng, vậy thì ngày hôm nay với chiếc xe này, em Việt đang chào bán cho các bác tham khảo với mức giá là 730 triệu và có thương lượng cho anh chị nào quan tâm thiện chí. Thì các anh chị hãy trực tiếp nhấc máy và alo cho em theo hotline 0968 22 889 để có thể hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ, mua xe trả góp hay là vận chuyển xe đi đến tất cả tỉnh thành trên cả nước hiện nay các anh chị nhá. Một lần nữa thì cảm ơn các bác đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác ngày mới thật vui vẻ. Và hãy ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất có mặt tại kênh YouTube Việt Xế Chất.